Chào anh em. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì Tuấn Anh Hải Phòng giới thiệu cho anh em một mẫu xe Kia Morning, xe van 2 chỗ số tự động, nhập khẩu sản xuất 2011, đăng ký lần đầu 2015. Zin cả xe, biển 14-00580. Đấy, chiếc xe đang chào bán tại ô tô Tuấn Anh Hải Phòng với giá tiền là 246 triệu đồng. Anh em đã có một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2011, đăng ký 2015, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Anh em xem video đừng quên like và đăng ký kênh cho mình. Đấy, anh em có thể bấm nút đăng ký ở ngay dưới video cho mình để nhận được nhiều, là người đầu tiên nhận được những video mới về, những chiếc xe mới về nhất của cửa hàng. Đấy. Thì nhìn sơ qua về chiếc Kia Morning này. Đấy, thì là một chiếc xe zin cả xe cho anh. Đấy. Xe đã mưa này nó hơi bụi một tí nên là anh em thật sự thông cảm. Rửa nước lã cái là rất là sạch. Sơn si của chiếc xe không phải suy nghĩ gì cả. Lốp lắc còn rất là mới. Đăng kiểm còn đến tháng 8 năm 2019. Đấy. Đấy, chỗ này nó hơi bụi tí rồi anh em nhìn đấy. Đấy, vì là lúc này là em để ngoài nó cũng hơi bụi một tí nên anh em thật sự thông cảm. Chỉ với 246 triệu đồng thôi anh em đã có một chiếc Kia Morning van 2 chỗ sản xuất và nhập khẩu của Hàn Quốc 2011, đăng ký 2015, số tự động. Xe thì thực chất keo chỉ zin cả xe, máy móc không phải suy nghĩ gì. Đấy, keo chỉ zin cả xe cho anh em nhé. Cốp sau lắp cabo của nó rất là chất. Đấy, keo chỉ của chiếc xe này cam kết cho anh em xe không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Đấy là một vấn đề rất chất. Chỉ với giá tiền là 246 triệu đồng thôi. Đấy, con này trước thì em cũng đã đăng là 256 triệu đồng. Nhưng vì do nhu cầu hay là cũng như là vì thời điểm hiện nay thì giá cả cũng đang hạ xuống. Nên là mình sẽ giảm đi 10 triệu cho anh em có thể mua chiếc xe này về chạy. Đấy, để mà nói mà 246 triệu đồng một chiếc xe Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc 2011, đăng ký 2015, nhập khẩu số tự động thì anh em không phải suy nghĩ gì về chiếc xe cả. Đấy. Gương kính chỉnh điện hết nha anh em nhé. Đấy, một chiếc xe khá là chất. Nội thất thì anh em không phải suy nghĩ gì về dòng xe nhập này cả, nó còn mới. Đấy, anh em phần nội thất bên trong ấy ra nguyên bản theo xe luôn. Đấy, anh em không phải suy nghĩ gì về chiếc xe này cả. Máy móc của nó vẫn đang nổ đấy ạ, êm ru luôn ạ. Đấy, màn hình nguyên bản theo xe này, số tự động chạy rất là chất. Màn hình DVD và can lùi đầy đủ, vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Mới chạy được có 5 vạn, quá ít cho một chiếc xe. Máy nổ rất là thì thầm. Đấy, nổ thất tắp đi tắp lô, bô lăng rất là đẹp. Một chiếc xe 2 chỗ rất là tiện lợi cho anh em nào đang tìm dòng này. Xe thì đang có tại Hải Phòng. Đấy, bên mình sẽ nhận rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. Anh em nào mà có nhu cầu ở xa có thể làm đến xem xe trực tiếp hoặc là có thể xem video của mình. Bên mình cam kết cho anh em là xe không đâm đụng nặng, không tai nạn, không ngập nước. Còn đốt xước sát thì cái đó thì không thể tránh khỏi. Nhưng chiếc này thì cam kết là zin 99%. Tất cả mọi chức năng đều hoạt động bình thường. Đấy, bây giờ em ở phần máy nên để cho anh em xem chất máy của chiếc xe này nó như thế nào. Đối với chiếc xe này thì máy móc của nó chưa ra, zin từ ngon ốc anh em nhé.
máy móc lỗ rất thì thầm luôn. Thì con ốc chân máy cũng trần chưa trần ra này. Đấy, zin từ con ốc. Chạy rất là chất. Dòng này chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, anh em nhìn thấy máy chân ốc máy nhất là chưa ra. Đấy, thì vừa rồi Tuấn Anh Hải Phòng giới thiệu cho anh em mẫu xe Kia Morning sản xuất 2011, đăng ký 2015, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số tự động Kia Morning van anh em nhé, xe 2 chỗ đang được chào bán tại cửa hàng của mình với giá tiền là 246 triệu đồng. Anh em hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0989 711 706. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm đến kênh của mình. Hãy nhớ đăng ký kênh của mình để là người nhận được những video mới nhất của mình. Đấy. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.